Bất chấp tình hình căng thẳng trong khu vực khiến nhiều lễ hội âm nhạc mùa hè và sự kiện nghệ thuật tại Liban bị hủy bỏ, mới đây, một buổi hòa nhạc trong khuôn khổ lễ hội quốc tế Banbet đã diễn ra tại thủ đô Beirut, quy tụ một số nghệ sĩ Liban và Palestine. Buổi hòa nhạc với tên gọi String of Banbet, tạm dịch là dây đàn Banbet, nhằm ngợi ca đàn út, một nhạc cụ dây nổi bật trong âm nhạc Hồi giáo thời Trung Cổ và hiện đại. Khán phòng tại nhà hát Caracalla ở công viên Hostabet đã chật kín khán giả khi nghệ sĩ đàn út người Liban Chaben Rouhana cùng bộ ba anh em người Palestine Sami, Wissam và Adnan Jubran biểu diễn. Nhóm nghệ sĩ người Palestine sinh ra ở Nazareth nhưng sống tại Paris và đã đi khắp thế giới kết hợp sáng tác nhạc và chơi đàn út. Giữa tình hình khu vực diễn biến phức tạp, chúng tôi đã quyết định tổ chức buổi hòa nhạc này, một sự kiện của đối thoại, hòa âm và thông điệp hòa bình với một ban nhạc Liban và một ban nhạc Palestine. Và nhạc cụ kết nối tất cả các nhạc sĩ lại với nhau là đàn út, bởi vì nhạc cụ này là một nhạc cụ phương Đông gắn kết trái tim chúng tôi. Kể từ tháng 10 năm ngoái, sau khi xung đột Israel-Hamas nổ ra tại dải Gaza, đụng độ hầu như xảy ra hàng ngày giữa lực lượng Hezbollah của Liban và quân đội Israel dọc biên giới phía nam Liban. Israel cũng tiến hành một số cuộc không kích sâu vào lãnh thổ Liban, bao gồm thung lũng Beka giáp với Syria. Trong bối cảnh ấy, năm nay, quy mô của lễ hội quốc tế Banbet đã bị thu hẹp, chỉ còn một buổi hòa nhạc duy nhất. Đây vốn là một sự kiện âm nhạc hoành tráng, thường được tổ chức mỗi năm một lần giữa những tàn tích La Mã 3.000 năm tuổi tại thành phố Banbet của Liban. Tôi, cũng như tất cả các nghệ sĩ người Liban hoặc Palestine, đều muốn được biểu diễn tại Banbet, thành phố mặt trời, địa điểm chính của lễ hội Banbet. Nhưng do điều kiện an ninh không cho phép, nên việc Ủy ban lễ hội Banbet quyết định chuyển lễ hội đến Beirut đã là một bước tiến. Nhân dịp này, tôi đã sáng tác một bài hát để nói rằng Beirut và Banbet là anh em, và anh em luôn ở bên nhau trong những thời điểm khó khăn. Được thành lập vào năm 1956 bởi Tổng thống khi đó là Kamil Chamoun, lễ hội Banbet được coi là lễ hội âm nhạc thường niên uy tín nhất Liban. Lễ hội từng chào đón những huyền thoại âm nhạc của thế giới Ả Rập như Kulthum và Fairouz.